bất ngờ tình tiết đại gia Nguyễn Cao Chí chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Đại gia này lại chiếm đoạt tài sản của đại gia khác. Sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Chí chỉ đạo lập khống hồ sơ thanh lý hợp đồng, chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận của bà Lan. Cụ thể vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố ông Nguyễn Cao Chí, sinh năm 1970, thành viên Hội đồng Trường Đại học Văn Lang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh vì tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong đại án Vạn Thịnh Phát. Bất ngờ, theo cơ quan công an, nạn nhân bị ông Chí chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cũng là bị can trong vụ án này. Kết luận điều tra nêu, ông Chí quen biết với bà Lan nên từ năm 2017 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan hợp tác đầu tư một số dự án, mua cổ phần một số công ty của ông Chí. Theo thỏa thuận, ông này nhiều lần nhận tiền của bà Lan thông qua những người giúp việc của Lan, tổng cộng 1.000 tỷ đồng. Do nhận nhiều khoản tiền đầu tư vào vay nhưng không có giấy tờ biên nhận, nên đến tháng 1 năm 2021, Nguyễn Cao Chí gặp Trương Mỹ Lan tại nhà hàng Ngân Đình, tòa nhà Times Square thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà Chí nhận của Lan, tổng cộng là 1.000 tỷ đồng. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Lan bị khởi tố và bắt tạm giam. Ngay sau đó, Nguyễn Cao Chí chỉ đạo trợ lý là Bùi Anh Tuấn soạn các văn bản điều chỉnh giá, thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với bà Mỹ Lan. Theo cáo buộc, các tài liệu này đều lập khống, hợp thức theo ngày giao dịch. Như vậy, ông Chí bị cáo buộc đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ mà không trao đổi với bà Lan. Trong quá trình điều tra từ 26 tháng 12 đến ngày 15 tháng 1, bị can Chí khẳng định không có quan hệ kinh tế, không nhận bất cứ khoản tiền nào của bà Lan. Đến ngày 15 tháng 1, sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án, Nguyễn Cao Chí mới khai nhận hành vi.